kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi mục báo chí trong ngày của Đài Phát Thanh và Truyền Hình Phú Thọ. Thủ tướng nhấn mạnh nước ta đang đi đúng hướng với trọng tâm về thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển hạ tầng và mang lại lợi ích rất rõ. Thông tin đang trên báo Nhân Dân. Chuyển đổi số là xu thế tất yếu, yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược ưu tiên hàng đầu để phát triển nhanh và bền vững là sự nghiệp của toàn đảng, toàn quân, toàn dân ta góp phần hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng, nhân dân ấm no, hạnh phúc, không để ai bị bỏ lại phía sau trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Thực tế cho thấy đất nước ta đang đi đúng hướng với các trọng tâm về thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển hạ tầng, trong đó chuyển đổi số như chúng ta đã và đang làm đã mang lại lợi ích rất rõ cho đất nước, cho người dân. Đây là năm thứ ba liên tiếp chúng ta tổ chức chương trình chào mừng ngày chuyển đổi số quốc gia, sự kiện quan trọng thể hiện quyết tâm của Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước chung tay chuyển đổi số quốc gia, phát triển nền kinh tế số, xã hội số, công dân số. Khu vực doanh nghiệp tư nhân, trong đó cơ bản là doanh nghiệp nhỏ và vừa là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy sự tăng trưởng và phát triển kinh tế. Nhân ngày doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10, báo Tiền Phong đăng bài, doanh nghiệp tư nhân chính là động lực phát triển kinh tế. Tăng trưởng kinh tế Việt Nam những năm gần đây vẫn ghi nhận sự dẻo dai dù các khó khăn bổ vây khi thương mại toàn cầu sụt giảm, xung đột chính trị leo thang. Theo nhận định của nhiều chuyên gia, bất chấp khó khăn, doanh nghiệp Việt Nam chuyển mình thích ứng, ứng dụng mạnh mẽ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, qua đó giúp nâng cao năng suất chất lượng, năng lực cạnh tranh. Đáng chú ý, khu vực kinh tế tư nhân đã thể hiện vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế đất nước, khi tới nay quy mô GDP Việt Nam đã nằm trong top 35 thế giới quy mô thương mại quốc tế nằm trong top 20 thế giới. Theo báo cáo của Liên đoàn Thương mại Công nghiệp Việt Nam, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam đang đứng trước những cơ hội lớn để tham gia chuỗi cung ứng. Hơn nữa, việc Việt Nam tham gia nhiều hiệp định thương mại tự do đang mở ra nhiều cơ hội xuất khẩu và hợp tác quốc tế. Báo Phú Thọ thông tin Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh hiện có hơn 650 hội viên sinh hoạt tại 13 hội, tri hội, phát huy vai trò cầu nối đoàn kết hội viên, Hiệp hội đã chủ động ký kết chương trình hợp tác và phối hợp công tác với 11 cơ quan đơn vị trường đại học. Thời gian qua, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh đã triển khai nhiều nội dung hỗ trợ hội viên về tiếp cận các chủ trương chính sách của Trung ương, của tỉnh liên quan đến doanh nghiệp, liên kết, phối hợp mở các lớp bồi dưỡng, tư vấn cập nhật kiến thức về pháp luật, quản trị doanh nghiệp, chuyển đổi số, an ninh thông tin doanh nghiệp cho các doanh nhân, cán bộ quản lý doanh nghiệp cùng với phát triển kinh tế doanh nghiệp, doanh nhân thuộc hiệp hội luôn đồng hành thực hiện tốt trách nhiệm cộng đồng trong công tác an sinh xã hội. Các doanh nghiệp doanh nhân cần tiếp tục khẳng định bản lĩnh, phát huy nội lực, nâng cao đạo đức, văn hóa kinh doanh, phát triển doanh nghiệp ngày càng lớn mạnh, đóng góp hơn nữa vào phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, phát huy tốt trách nhiệm xã hội, đóng góp tích cực trong các hoạt động đảm bảo an sinh xã hội đền ơn đáp nghĩa. Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 khuyến khích người lao động tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung để có thể hưởng mức lương hưu cao hơn khi về già, thông tin đăng trên báo Lao động. Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 có hiệu lực ngày 1 tháng 7 năm 2025, bổ sung một chương quy định về bảo hiểm hưu trí bổ sung, trong đó quy định về đối tượng, nguyên tắc, quỹ bảo hiểm hưu trí bổ sung và chính sách của nhà nước đối với bảo hiểm hưu trí bổ sung quy định này giúp tạo điều kiện cho người sử dụng lao động và người lao động có thêm sự lựa chọn tham gia đóng góp để được hưởng mức lương hưu cao hơn. Đối tượng tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung là người sử dụng lao động và người lao động. Qua đó tạo điều kiện cho người sử dụng lao động và người lao động có thêm sự lựa chọn tham gia đóng góp để được hưởng mức lương hưu cao hơn, đồng thời chính sách sẽ tiếp tục được hoàn thiện, tổ chức thực hiện theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại và minh bạch. Báo Kinh tế và Đô thị đặt câu hỏi EVN tăng giá điện, người dân phải trả thêm bao nhiêu tiền? EVN cho hay với nhóm khách hàng sinh hoạt, tỷ lệ sử dụng điện sinh hoạt hiện nay được phân chia theo bậc thang tiêu thụ từ thấp đến cao. Trong đó, các hộ sử dụng điện dưới 50 kWh, mức tiền điện tăng khoảng 4.350 đồng một hộ một tháng. Với nhóm khách hàng sử dụng từ 51 kWh đến 100 kWh, mức tiền điện tăng khoảng 8.850 đồng một hộ một tháng. Với nhóm khách hàng sử dụng từ 101 kWh đến 200 kWh, mức tiền tăng thêm khoảng 19.250 đồng một hộ một tháng. Còn với nhóm khách hàng sử dụng điện từ 201 kWh đến 300 kWh, mức tăng tiền điện khoảng 32.350 đồng một hộ một tháng. Với khách hàng sử dụng điện từ 301 đến 400 kWh, mức tiền điện tăng khoảng 47.050 đồng một hộ một tháng. Với khách hàng sử dụng điện từ 400 kWh trở lên, mức tăng tiền điện khoảng 62.150 đồng một hộ một tháng. Như vậy, mức tác động đến khách hàng sinh hoạt phổ biến tiêu thụ dưới 200 kWh một tháng ở mức vừa phải trong khi các nhóm khách hàng có mức tiêu thụ điện cao hơn sẽ chịu mức tăng đáng kể hơn. Mặc dù các biện pháp hỗ trợ chuyển đổi từ thiết bị 2G sang thiết bị 4G được triển khai rộng rãi, nhưng theo phản ánh của các doanh nghiệp viễn thông, vẫn còn một số lượng lớn người dân chưa sẵn sàng thay đổi thiết bị đầu cuối. Theo đại diện VNPT, trong quá trình triển khai chương trình, nhà mạng gặp phải 4 khó khăn. Việc truyền thông đến người dân, đặc biệt là nhóm ở khu vực rất xa và nhóm ít dùng điện thoại, gọi cũng không nghe máy, trong số đó có những người dùng cao tuổi, một bộ phận người dân vẫn sử dụng được thiết bị 2G only, dù tác động nhiều bằng biện pháp truyền thông khác nhau nhưng chỉ khi không dùng được dịch vụ mới chấp nhận đổi máy. Có một số người dân mua máy mới về rồi nhưng vẫn chưa đổi chuyển sang máy mới. Sau ngày 15 tháng 10 theo đúng quy định sẽ phải dừng cung cấp dịch vụ hai chiều gọi đi gọi đến đối với thuê bao 2G only. Do đó các doanh nghiệp cần tiếp tục phân tích hành vi người dùng thuê bao để đảm bảo quyền lợi tốt nhất của người dùng. Các nhà mạng đã sử dụng nhiều hình thức truyền thông nhưng cần sáng tạo thêm hình thức mới như đếm ngược thời gian thuê bao 2G không còn sử dụng được hay tăng cường lực lượng gặp gỡ khách hàng. Với các thuê bao dừng cung cấp dịch vụ sau ngày 15 tháng 10, các nhà mạng tiếp tục có chính sách chăm sóc khách hàng để chuyển đổi các thuê bao này sang đầu cuối 4G để đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng. Việc chi hàng tỷ đô la Mỹ để nhập khẩu thịt không cẩn thận có thể sẽ biến Việt Nam thành quốc gia nhập siêu sản phẩm chăn nuôi và không kiểm soát được thịt nhập lậu báo tuổi trẻ đăng bài để không còn nỗi lo thịt nhập khẩu. Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong 9 tháng năm 2024, Việt Nam chi 1,2 tỷ đô la Mỹ để nhập khẩu thịt, phụ phẩm động vật chủ yếu từ Ấn Độ, Mỹ, Nga, Đức, Hàn Quốc. Thực tế này là thách thức không dễ hóa giải đối với ngành chăn nuôi. Theo nhận định của nhiều chuyên gia, việc nhập khẩu lượng lớn sản phẩm chăn nuôi thải loại từ nước ngoài để làm thực phẩm không chỉ tác động đến chăn nuôi trong nước mà còn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe người tiêu dùng. Do đó, việc kiểm soát chặt hàng nhập khẩu là cần thiết đảm bảo ngành chăn nuôi và sức khỏe cộng đồng. Cũng phải nói rằng, giá thành chăn nuôi của Việt Nam vẫn cao do phụ thuộc vào việc nhập khẩu nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, đó chính là lý do thịt nhập khẩu không ít thời điểm lấn át thịt nội địa, ảnh hưởng trực tiếp tới ngành chăn nuôi trong nước. Vi phạm pháp luật về an toàn giao thông ở lứa tuổi học sinh là một vấn đề phức tạp đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan tổ chức và gia đình, báo công nhân dân cảnh báo gia tăng tai nạn giao thông ở lứa tuổi thanh thiếu niên. Thanh thiếu niên học sinh vi phạm pháp luật về giao thông đang gia tăng, nhiều vi phạm diễn ra công khai và ngang nhiên trong 7 tháng đầu năm nay, số vụ tai nạn giao thông liên quan đến thanh thiếu niên tăng khoảng 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Cảnh sát giao thông trên cả nước đang tăng cường kiểm tra và xử lý học sinh vi phạm pháp luật về giao thông. Cần có giải pháp để học sinh tự giác tuân thủ pháp luật, trước hết là pháp luật về giao thông để mai này các em trở thành công dân gương mẫu chấp hành, bảo vệ hiến pháp và pháp luật cha mẹ, phụ huynh học sinh và những người giám hộ là những người có trách nhiệm rất lớn trong việc theo dõi, quản lý, kiểm soát các em và trách nhiệm phải thuộc về phụ huynh. Theo quy định của pháp luật, khi cha mẹ, học sinh giao xe cho các em chưa đủ điều kiện, trách nhiệm của cha mẹ đến đâu sẽ xử lý đến đó. Thông tin vừa rồi đã khép lại mục báo chí trong ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.